sáng ngày 14 tháng 9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 28 năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 học viên là cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Khóa học diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022. Đây là lớp bồi dưỡng thứ 3 được tổ chức kể từ tháng 7 đến nay. Nội dung kiến thức của lớp bồi dưỡng lần này được thiết kế dày dặn hơn, kết hợp hài hòa giữa các chuyên đề lý thuyết, thảo luận và chương trình thực tế tại cơ sở. Đặc biệt, đại biểu sẽ được tham dự hội thảo quan trọng của tuổi trẻ hai nước với tiêu đề Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn. Hứa hẹn sẽ mang lại những kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức phong trào, trong thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng trong quá trình học tập, các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và các báo cáo viên sẽ tăng cường trao đổi để làm rõ những vấn đề cần quan tâm, tạo ra không khí thật sự thoải mái, thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Đây cũng là cơ hội để cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiểu hơn về thực tiễn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Việc phối hợp tổ chức khóa học lần này cũng là minh chứng và biểu hiện rất cụ thể, sinh động của sự đoàn kết anh em gắn bó, tình cảm và tình hữu nghị giữa thanh niên nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.